Ratha te chẳng tan khê quy ma nê đi bê rắc thê cha gà mê ta ru wa na gà nê gêm hi khen tê hùm ma cha yăng tu đê la tha la a vi yak kha gang tham ba na ga tịch thằng ta sẵn tì kê dặn mu ni qua ra qua cha năng xa pha vô mê su năng tu thầm ma sinh xa va na ca lô a dâm pha đánh na ca lô âm pha đánh ta âm ma xa va na ca lô a dâm pha đánh ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Itipiso pharawa arahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavidu anuttaro burisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati Svākhāto bhagavata dhammo sandiddhikho ākāliko Con xin giám hối đạo tràng. Svākhāto bhagavata dhammo sandiddhikho ākāliko ehipasiko obanayiko paccattang veditappo viññūhīti Supatipanno bhagavato savakasangho Ucchupatipanno bhagavato savakasangho Nyayapatipanno bhagavato savakasangho Samicchipatipanno bhagavato savakasangho Yadidang chattari purisa yugani Attha purisa bhukkala Esa bhagavato savakasangho Ahuneyo bahuneyo Dakkhineyo Anchalikaraniyo Anuttarang bunyan khettang lokasati Vanda mi che ti yang sappang sabbathane subatik thi tăng Saririkatha tu maha bo thinh Buddharu băng sakalang sada Vanda mi che ti yang sappang sabbathane subatik thi tăng Saririkatha tu maha bo thinh Buddharu băng sakalang sada Dạ, Nam mô Buddhaya, con đã đọc xong bài thỉnh chư thiên. Và nay con xin dâng quýt lại cho sư Thanh Tâm để điều khiển chương trình. Và con thành kính hãnh lễ sư quy niệm vừa đến với đạo tràng. Dạ, con xin nhường mic đến sư Thanh Tâm để sư Thanh Tâm điều khiển chương trình. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư huynh Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Từ Mẫn. Dạ em nghĩ chắc sư Thanh Tâm không có trước máy à. Cảm ơn chị Từ Mẫn đã đọc kinh nè. Dạ sau đây dạ con thấy sư Huy Niệm đã đến với đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam pu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam pu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam pu tha sa tham ma đề sa na ya cha ma ga tha Brahmachalokathipati sahambati katanchali anthivarang aya chatha santi thasaktap parachakkachatika deise tuthammang anukambimang bachang sakthamma feringuinayan chakayan suttan chabantham afitham machammang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay tiểu bộ kinh Melinda vấn đáp ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư Huy Niệm và sa thú. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Kính thỉnh lời đại đức Thanh Tâm, xin chào quý vị. Chúng ta sẽ được học về câu hỏi của Đức Vua Melinda đề cập đến việc bố thí mắt của Đức Bồ Tát Sivi trong kiếp làm Đức Vua. Thì trong phần này có đề cập đến tiền thân của Đức Bồ Tát, Ngài đã cho mắt đến vị Bà La Môn bị mù, và do bởi sự bố thí đó với cái tâm nguyện trở thành một vị chánh năng chánh giác, cùng với cái lời phát nguyện chân ngôn, tức là lời chân thật đó, mà do cái oai lực của lời chân ngôn tự nhiên mắt của Đức Vua hiện ra lại, và kể từ đó Ngài có được cái đôi mắt nó không có phải là giống như trước đây bình thường, mà khả năng cũng giống như là thiên nhãn vậy đó, có thể nhìn xa hơn, vượt trội thù thân nhiều đối với nhục nhãn của chúng sanh ở cõi nhân loại. Rồi như vậy thì bây giờ xin mời cô Nguyên Trang đọc phần chánh văn dùm sư. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Và sau đây con xin đọc phần chánh văn ạ. Câu hỏi về sự bố thí mắt của Đức Vua Xí Quý. Thưa Ngài Nagasena, Ngài đã nói như vậy: các con mắt đã được Đức Vua Xí Quý bố thí. Đến kẻ cầu xin, khi Đức Vua đã bị mù,
thì các thiên nhãn đã được tạo ra lại. Lời nói này cũng có sự sai quấy, có sự bắt bẻ, có khuyết điểm. Điều đã được nói ở trong kinh là khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng thì không có sự tạo ra thiên nhãn. Thưa Ngài Nagasena, nếu các con mắt đã được Đức Vua xí ví đến kẻ cầu xin như thế thì lời nói rằng các thiên nhãn đã được tạo lại là sai trái. Nếu các thiên nhãn đã được tạo ra như thế thì lời nói rằng các con mắt đã được Đức Vua Xí Quý Bố Thí đến kẻ cầu xin cũng là sai trái. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh. Bị thắt lại còn hơn nút thắt, bị xoắn lại còn hơn vật xoắn, bị rối rắm còn hơn bụi rậm, có được dành cho Ngài. Ở đây, xin Ngài hãy khởi lên ước muốn về việc giải thích vì sự bắt bẻ của các học thuyết khác. Tâu Đại Vương, các con mắt đã được Đức Vua Xí Quý Bố Thí đến kẻ cầu xin. Ngài chớ khởi lên nghi ngờ về trường hợp ấy, và các thiên nhãn đã được tạo ra lại. Ngài cũng chớ này, xin nghi ngờ về trường hợp ấy. Thưa Ngài Nagasena, phải chăng khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng, thì thiên nhãn cũng được tạo ra? Tâu Đại Vương, không đúng. Thưa Ngài Nagasena, lý do ở đây là gì mà với lý do ấy thiên nhãn lại được tạo ra khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng? Vậy Ngài hãy làm cho trẫm hiểu được lý do cho tận tường. Tâu Đại Vương, có chăng ở thế gian cái gọi là sự chân thật mà những người có lời nói chân thật vì điều ấy tạo ra sự phát nguyện chân thật? Thưa Ngài, đúng vậy. Có cái gọi là sự chân thật ở thế gian, thưa Ngài Nagasena, những người nói lời chân thật với sự chân thật tạo ra sự phát nguyện chân thật, khiến cho lời, khiến cho trời mưa, khiến cho lửa bị dập tắt, làm tiêu tan chất độc, và còn tạo ra việc có thể làm các loại khác nữa. Tâu Đại Vương, như thế thì nó liên quan, nó phù hợp với việc các thiên nhãn đã được tạo ra cho Đức Vua Xí Quý là nhờ vào năng lực của sự chân thật. Tâu Đại Vương, nhờ vào sự năng lực của sự chân thật mà thiên nhãn đã được tạo ra khi không có nền tảng. Ở đây, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Tâu Đại Vương, giống như những vị đạo sĩ nào đó cầu khấn lời chân thật rằng xin cho cơn mưa lớn hãy đổ xuống, cùng với việc đã cầu khấn lời chân thật của những người ấy, cơn mưa lớn đổ xuống. Tâu Đại Vương, phải chăng có nhân của mưa, của cơn mưa đã hội tụ lại ở khoảng không, mà với nhân ấy cơn mưa lớn đổ xuống? Thưa Ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là nhân cho việc đổ xuống của cơn mưa lớn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc ấy không có nhân bình thường. Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Tâu Đại Vương, hoặc giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khấn lời chân thật rằng xin cho khói lửa lớn đã bốc cháy hãy quay trở lại, cùng với việc đã cầu khấn lời chân thật của những người ấy, khói lửa lớn đã bộc phát, tức thời quay trở lại. Tâu Đại Vương, phải chăng ở khói lửa lớn đã bộc phát ấy, có nhân đã được hội tụ lại, mà do nhân ấy, khói lửa lớn đã bộc phát, tức thời quay trở lại? Thưa Ngài, không đúng. Chính sự chân thật là nền tảng cho việc tức thời quay trở lại của khói lửa lớn đã bốc cháy, đã bốc phát ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc ấy không có nhân bình thường. Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Tâu Đại Vương, hoặc giống như việc những vị đạo sĩ nào đó
cầu khấn lời chân thật rằng: xin cho chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bệnh. Đại vương, phải chăng ở chất độc dữ dội có nền tảng đã hội tụ lại, mà với nền tảng ấy chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bệnh? Thưa ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là nguyên nhân cho việc tức thời tiêu diệt chất độc dữ dội. Tâu đại vương, tương tự y như thế, trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn, không phải nhân bình thường. Tâu đại vương, không có nền tảng nào khác cho việc thâm nhập bốn chân lý cao thượng. Bốn chân lý cao thượng được thâm nhập sau khi đã đặt nền tảng ở sự chân thật. Tâu đại vương, có đức vua Chi Nán. Ở khu vực Chi Nán, đức vua có ước muốn tiến hành việc cúng tế ở đại dương, nên đã thực hiện sự phát nguyện chân thật vào mỗi 4 tháng, rồi cùng với chiếc xe tiến vào trong đại dương một do tuần. Khối lượng nước vĩ đại đi thụt lùi ở phía trước đầu chiếc xe của đức vua. Đến khi đức vua đã vượt qua thì bao trùm lại. Tâu đại vương, phải chăng thế gian có cả chư thiên và nhân loại, với năng lực của cơ thể bình thường, có thể khiến cho đại vương ấy đi thụt lùi? Thưa ngài, thế gian có cả chư thiên và nhân loại, với năng lực của cơ thể bình thường, cũng không thể khiến cho nước ở hồ nước vô cùng nhỏ đi thụt lùi, thì làm gì được đối với nước ở đại dương? Tâu đại vương, cũng vì nguyên nhân này mà năng lực của sự chân thật được biết đến như vậy. Không có nơi nào mà sự chân thật không thể đạt đến. Tâu đại vương, đức vua công chính Asoka ở thành phố Bata Lý Putta được tùy tùng bởi các thị dân, dân chúng, các quan viên, lực lượng binh lính và các quan đại thần. Sau khi nhìn thấy sông Ganga tràn đầy nước mới, ngập bờ, trải rộng, có bề dày 500 do tuần, bề ngang 1 do tuần đang trôi chảy, nên đã nói với các quan viên rằng: này các khanh, có ai có khả năng làm cho sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng không? Các quan viên đã nói rằng: tâu bệ hạ, là việc khó làm. Có cô kỹ nữ tên Bindumati đứng ở ngay tại bờ sông Ganga ấy đã nghe rằng, nghe nói đức vua đã nói như vậy, có thể làm cho sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng không. Cô ấy đã nói như vậy. Chính thiếp là người kỹ nữ ở thành phố lớn Pataliputta, có cuộc sống nhờ vào sắc đẹp, là cách sinh nhai tồi tệ nhất. Mong rằng đức vua hãy chứng kiến sự phát nguyện chân thật của thiếp. Rồi cô ấy đã thực hiện sự phát nguyện chân thật. Vào giây phút của sự phát nguyện chân thật của cô ấy, con sông Ganga vĩ đại ấy, trong lúc gầm lên tiếng rì rào, đã chảy ngược dòng trong đám đông người chứng kiến. Khi ấy, nghe được tiếng ầm ĩ tạo ra bởi tốc độ của sóng nước bị xoáy tròn, đức vua đã có sự ngạc nhiên được sanh lên do điều kỳ diệu phi thường, nên đã nói với các quan viên rằng: này các khanh, do người nào mà con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng? Tâu đại vương, cô kỹ nữ Bindumati sau khi nghe lời nói của ngài đã thực hiện sự phát nguyện chân thật. Do sự phát nguyện chân thật của cô ấy mà sông Ganga chảy về phía ngược thượng nguồn. Khi ấy, có tâm bị chấn động, đức vua đã đích thân đi đến vô cùng vội vã và đã hỏi cô kỹ nữ ấy rằng: này cô gái,
Nghe nói do sự phát nguyện chân thật của cô mà dòng sông Ganga này chảy ngược dòng, có đúng không vậy? Tâu bệ hạ, đúng vậy. Đức vua đã nói rằng cô có năng lực gì về việc ấy? Ai mà tin lời nói của cô, nếu không bị điên khùng? Do năng lực gì mà cô đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng? Cô ấy đã nói rằng, tâu đại vương, do năng lực của sự chân thật mà thiếp đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng. Đức vua đã nói rằng, năng lực của sự chân thật gì có ở nơi cô, khi cô là kẻ trộm, hạng người vô lại, không trong sạch, lường gạt, độc ác, bóc lột những kẻ mê muội. Tâu đại vương, sự chân thật thì thiếp là người như thế ấy. Tâu đại vương, nếu năng lực của chân thật có ở thiếp, thì với điều ấy, trong khi muốn, thiếp cũng có thể xoay chuyển thế gian luôn cả chư thiên. Đức vua đã nói rằng, vậy thì sự phát nguyện chân thật ấy là điều gì? Vậy thì xin ngài hãy lắng nghe thiếp. Tâu đại vương, người nào dầu là sát đế lỵ hay bà la môn, hoặc thương buôn hay nô lệ, hoặc là bất cứ ai ban cho thiếp của cải, thì thiếp phục vụ những người ấy đều bình đẳng. Là sát đế lỵ không có gì đặc biệt, là nô lệ cũng không có gì khinh chê. Thiếp hầu hạ người có của cải, thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu bệ hạ, điều ấy là sự phát nguyện chân thật của thiếp. Nhờ nó mà thiếp đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng. Tâu đại vương, những người đứng vững ở chân thật cũng như thế. Không có bất cứ ý nghĩ nào mà họ không biết. Tâu đại vương, các con mắt đã được đức vua xí quý bố thí đến kẻ cầu xin, và các thiên nhãn đã được tạo ra lại. Và điều ấy là do sự phát nguyện chân thật. Điều đã được nói ở trong kinh là, khi nhục nhãn đã bị tiêu hoại, khi không có nhân, khi không có nền tảng, thì không có sự tạo ra của thiên nhãn. Điều ấy được nói liên quan đến con mắt của vật có vật liệu là sự tu tập. Tâu đại vương, ngài nên ghi nhận điều ấy như thế. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, sự bắt bẻ đã khéo được giải thích, các học thuyết khác đã khéo được nghiền nát. Điều ấy là vậy, trẫm chấp nhận theo như thế ấy. Câu hỏi về sự bố thí mắt của đức vua xí quý là thứ năm. Dạ kính thưa sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh, và sau đây con kính thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư Huy Niệm ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Rồi, quý vị có nghe rõ hay không? Rồi, sự cảm ơn của mình. Bây giờ chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó sư sẽ giảng bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điện của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý.
Vừa rồi chúng ta đã được nghe phần chánh văn do cô Nguyên Trang đọc cho lớp học chúng ta. Ở đây dựa theo nội dung mà chúng ta vừa được nghe thì mình cũng hiểu được một phần nào đó về câu trả lời của Ngài Nagasena rồi. Sư tóm lược về việc thắc mắc và trả lời như sau để cho chúng ta định hình được nội dung. Tức là Đức vua Milinda ngày phân vân là theo như thông thường á, được thuyết giảng á, đó chính là thiên nhãn nó phải được hình thành dựa trên cái sắc thần kinh, sắc thần kinh nhãn. Tức là nếu như nó không có cái gốc thì không thể nào có được cái thiên nhãn nó sanh, tức là bởi vì nó không có nền tảng. Nhưng mà trường hợp của Đức Bồ Tát Xí Ví tiền thân thì khi mà Ngài bố thí mắt, sau đó Ngài lại đạt được có được cái đôi mắt của chư thiên sau khi đã bố thí. Chính vì vậy mà điều này làm cho Đức Vua Ngài phân vân. Đó là cái lý do chúng ta hiểu tại sao lại có câu hỏi đó. Thế rồi Ngài Nagasena Ngài đã giải đáp đại khái là không phải là thiên nhãn được thành tựu dựa trên việc không có nhân. Điều này không hẳn là không phải là như vậy, mà trong cái trường hợp của Đức Bồ Tát Xí Ví là thiên nhãn được dựa trên cũng có nền tảng của sắc thần kinh chứ không phải là không. Mà việc này nó được hiện khởi trở lại đôi mắt là do bởi phát sanh từ cái lời chân ngôn, cái lời chân thật của Đức Bồ Tát Xí Ví. Đó là như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, sư nói sơ qua một chút. Tức là trong một kiếp khi mà Đức Bồ Tát làm một vị vua, thì lúc bấy giờ Đức Vua Xí Ví Ngài là Đức Bồ Tát, Ngài suy tưởng về những cái vật thí Ngài đã từng làm. Ngài nhận biết ở trong tâm rằng là từ trước bây giờ chưa có cái vật thí gì mà mình không dám bố thí đó. Sau khi suy tưởng đến điều đó thì Đức Bồ Tát rất là hoan hỷ. Lúc bây giờ Đức Vua Trời là vua của cõi trời Đau Lợi cùng với hội chúng chư thiên đang ở cõi trời Đau Qua Tinh Xá, Ngài mới vì ấy mới được cái suy tưởng của Đức Vua như vậy, cho nên đã cùng với hội chúng đã nói với hội chúng của các vị chư thiên là vậy thì ta sẽ làm một cái pháp thử xem như coi có đúng thật là theo như tâm ý của Đức Bồ Tát suy tưởng là chưa có vật thí gì mà ta không có dám bố thí hay không. Thế rồi Đức Vua Trời mới hiện thành một vị Bà La Môn già bị mù hai mắt và đi đến gặp Đức Bồ Tát là Vua Xí Ví, mới xin Ngài hãy ban cho một mắt thôi, bởi vì nếu như mà bố thí như vậy á thì vị đó cũng có thể nhìn thấy, còn Đức Vua còn lại một mắt thì cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên khi gặp cái hoàn cảnh như vậy thì Đức Bồ Tát Ngài mới nói là thôi ta cho luôn cả hai mắt luôn, đã sẽ bố thí, phát tâm cho bố thí đến vị ấy với cả hai con mắt luôn. Và việc thí đó đã được thực hiện thưa quý vị. Ngài đã ra lệnh cho vị lương y ở trong hoàng cung thực hiện cái việc hãy lấy đôi mắt và trao cho cái vị Bà La Môn già đó. Thì sau cái sự việc đó được hình thành như vậy thì lúc bây giờ sau này Đức Vua Ngài mới từ bỏ hoàng cung, bởi vì nghĩ rằng là cái việc một vị quân vương mà không có đôi mắt như vậy thì sẽ không có thể cai trị quốc độ.
Sau đó Ngài chỉ mang theo một người đi xuất gia. Rồi với cái sự việc đó, khi Đức Vua Trời Đế Thích Ngài mới ngự xuống, Ngài mới thăm vị đạo sĩ. Và sự gặp gỡ đó đã mở ra cho Đức Vua một cái gợi ý, là nếu như mà có cái mong muốn gì thì vị ấy sẽ ban cho. Bởi vì biết được Đức Vua là người có được những cái pháp bố thí những vật khó cho. Lúc đó Đức Vua Ngài mới mong muốn là vì cái nguyên nhân mắt mình bị mù á, thì sẽ rất là khó để mà sinh hoạt. Cho nên vì cái nguyên nhân như vậy, Ngài mới xin ban cho cái sự chết. Thì lúc bây giờ Đức Vua Trời Ngài mới biết được á, Ngài mới hỏi rằng là bởi cái lý do gì á mà có cái tâm tư như vậy, bởi nguyên nhân như thế nào mà lại có cái mong muốn đó. Thì vị ấy mới đáp rằng là không phải vì cái nguyên nhân hối tiếc hoặc là ghét bỏ gì cái sinh mạng này, nhưng mà vì cái nguyên nhân cái sự sống này, nó cái đôi mắt được xem như là rất là quan trọng, nhưng mà không có thì thôi thà chết còn hơn. Thế rồi sau khi mà Đức Vua Trời biết được như vậy á, thì mới gợi ý rằng, mới nói rằng là nếu mà bây giờ ta không có đủ, dù là vua của cõi trời, nhưng mà cũng không có thể nào ban cho người khác được một cái đôi mắt, bởi vì cái đó là phước do nghiệp sanh mà, cái đó nó không có nằm trong năng lực của Đức Thiên Chủ Đế Thích. Cho nên lúc bây giờ vị ấy đã gợi ý, và Đức Vua Ngài hiểu được cái sự gợi ý đó, Ngài mới phát nguyện. Ngài mới nói rằng là nếu như mà từ trước tới giờ ta hễ có ai cần gì đến vật thí, là ta đi đến ta là ta sẽ bố thí, không có một chút e dè, không có một chút hạ nề gì cả, do cái lời chân ngôn này. Xin cho đôi mắt hãy hiện khởi trở lại. Rồi lúc bây giờ một mắt hiện ra, Rồi Ngài phát nguyện tiếp rằng là có một vị Bà La Môn đã đi đến xin ta một mắt. Nhưng mà vì trong cái hoàn cảnh đó ta đã bố thí cả đôi. Và là do với cái tâm coi như là chỉ hướng đến đây là cái sự thí tối thượng, chỉ hướng đến quả vị giác ngộ. Do cái lời chân ngôn này mong cho hãy hiện ra đôi mắt, đây là lời chân ngôn. Thì lúc đó một mắt nữa hiện ra, thưa quý vị, thành ra có đầy đủ cả hai mắt lại luôn. Thì sau cái sự việc đó đó, từ đó trở đi Đức Vua Ngài ngài có lại mắt bình thường, nhưng mà đặc biệt đó là cái khả năng về mắt của Ngài hiện ra lúc bây giờ nó không phải như xưa nữa, tức là cái giới hạn của tầm nhìn đó nó vượt xa hơn, y như mắt của chư thiên vậy đó. Nhìn bốn phía cũng đều xa hơn. Đó là cái nội dung của cái câu chuyện điền thân như vậy. Cho nên ở đây bởi điểm đó mà Đức Vua Milinda ngày thắc mắc. Thì Ngài Nagasena Ngài đã trả lời là thật ra cái đó là do cái pháp chân thật. Pháp chân thật mà nó thành tựu được cái kết quả như vậy. Rồi. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng khi nói đến chắc khú, tức là mắt, có năm. Thứ nhất là măng xá chắc khú. Măng xá chắc khú tức là mắt bằng thịt, hay còn gọi là thần kinh nhãn. Nói chính xác hơn là thần kinh nhãn. Bởi vì mình nói đến con mắt là nó không phải toàn bộ một cục bự thù lù đâu, không phải đâu. Là ra cái địa nó nói định nghĩa theo đúng ý nghĩa của pháp thực tánh đó, thần kinh nhãn tức là cái tinh chất của tứ đại, nó là một điểm nằm ở trong toàn bộ cái hốc mắt của mình, cái con mắt của mình, nó là tinh chất của tứ đại.
Thì cái đó đó, cái đó là măng sa chắc cú. Rồi, cái thứ hai đó chính là thiên nhãn. Dipa chắc cú. Đây là thiên nhãn, nó có hai loại. Một đó là thiên nhãn do phước sanh. Chẳng hạn như có những cái loài thiên nhân sanh lên ở những cõi trời của chư thiên dục giới, thì cái tâm nhìn của cái thần kinh nhãn của các vị đó đó do nghiệp sanh, do phước sanh, cho nên cái tầm nhìn nó xa lắm, xa và nó rộng hơn thần kinh nhãn của chúng sanh ở cõi nhân loại của chúng ta. Và Đức Thiên Chủ Đế Thích đó, thưa quý vị, Đức Thiên Chủ Đế Thích là được mệnh danh là vị được xem như là có cái năng lực về về thiên nhãn rất là xa, vượt trội, thù thắng hơn bất kỳ những vị thiên nhân nào khác. Đây là do cái oai lực của phước sanh thuộc về thiên nhãn. Với trường hợp thứ hai đó chính là thiên nhãn thiên nhãn do tu tập, hay còn gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhãn do tu tập là do tuy là ở chúng sanh nó có nhân loại, nhưng mà việc tu tập chứng đắc được các tầng thiền định á, và luyện thần thông, và nhờ đó vị đó đạt được thiên nhãn, có thể thấy xa hơn được những sắc xa, rất là xa, thô tế xa gần. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba là Paññā Cakkhu. Paññā Cakkhu tức là tuệ nhãn. Tuệ nhãn đây là muốn nói đến là cái sự thấy của trí tuệ, sự thấy của trí tuệ, có khả năng thấu triệt tính của các pháp, mà ở đây muốn ám chỉ là bốn thánh đế. Rồi loại thứ tư là Buddha Chakkhu, gọi là Phật nhãn. Đây là cặp mắt, đây là cái khả năng về trí tuệ hiểu biết của Đức Phật về căn cơ và trình độ cao thấp của tất cả chúng sanh. Thì chỉ có trường hợp Đức Thế Tôn, Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì mới có Buddha Chakkhu thôi. Trường hợp cuối cùng đó là loại mắt thứ năm, đó là Sammantha Chakkhu, biến nhãn, tức là toàn giác trí, hay còn gọi là nhất thiết trí. Thì là thì trí tuệ này á, có thể thông suốt tam giới pháp, và chỉ có Đức chánh đẳng chánh giác mới có loại Sammantha Chakkhu này thôi. Trong tổng cộng năm cái loại mắt đó, thưa quý vị, thì hai cái loại cuối là thứ tư và thứ năm chỉ có nơi Đức Phật chánh đẳng chánh giác thôi. Chỉ có nơi Đức Phật chánh đẳng giác thôi, hay nói cách khác là Đức Thế Tôn. Thế Tôn là có đầy đủ cả năm loại chắc cú này. Còn ngoài ra trường hợp những vị thánh tinh tăng á, và những chúng sanh phàm phu, thì chỉ có từ chỉ có măng xá chắc cú, đức phá chắc cú, hoặc là băng nha chắc cú là mà thôi. Không có hai loại là bút thá và Sammantha Chakkhu. Rồi, ta đã hiểu được có năm loại, có năm loại mắt rồi. Thì ở đây thưa quý vị, xin nói một chút về cái thiên nhãn để cho chúng ta thể hiểu thêm. Thông thường á, cái sắc thần kinh, cái sắc thần kinh đó để mà nhận biết được những cái đối tượng tương ứng đó, thưa quý vị, nó thô tế, nó tùy theo cái phước nghiệp của mỗi người nữa, của mỗi chúng sanh, của mỗi cõi, của mỗi chúng sanh. Nếu như mà những chúng sanh mà có phước đó, thì cái sắc thần kinh nó sẽ càng tế nhị hơn, và khi nó tinh tế hơn thì nó sẽ nhìn xa hơn. Chẳng hạn như cái tầm nhìn của mình đó thì nó xa hơn ở những loài bò sát chẳng hạn, những loài bò sát. Rồi tầm nhìn của các vị thiên nhân, sắc thần kinh của các, nhãn của các vị thiên nhân nhìn xa hơn mình, nhìn xa hơn mình. Bởi vì điều này khác biệt là do cái sắc pháp do nghiệp sanh. Cái mắt của mình được nuôi dưỡng, sắc thần kinh nhãn của mình được nuôi dưỡng bằng những cái dưỡng tố nó liên hệ đến mật đàm mũ máu, cho nên chính vì vậy nó có cái sự giới hạn, có cái sự giới hạn về sự bén nhạy
trong việc bắt cảnh sát, cho nên nó chỉ có nhìn được cao lắm là trong một cái phạm vi nào đó thôi. Còn đối với sắc thần kinh của chư thiên á, thưa quý vị, nó không có dựa trên cái sự nuôi dưỡng bằng vật thực thô, không có cơ thể của các ngài, không có mật đàm mũ máu, nó không có những cái chất đó, cho nên chính vì vậy mà nó vi tế. Rồi nó nhìn xa hơn là như vậy. Còn trường hợp mà chúng ta tu tập á, những vị mà có chứng đắc được thiên nhãn á, là nó phải dựa trên cái cơ sở như thế này. Cái người mà không có sắc thần kinh nhãn thì không thể nào chứng đạt được thiên nhãn. Người không có sắc thần kinh nhĩ thì sẽ không tu tập chứng đạt được thiên nhĩ tâm. Bởi vì thiên nhãn và thiên nhĩ á, nó phải dựa trên nền tảng của sắc thần kinh thì nó mới thiết lập được việc bắt cảnh sắc, thấy hoặc là nghe. Cho nên đối với một người sau khi họ đã luyện tập tâm, chứng đạt được tuần tự các tầng thiền sắc giới và luyện theo những cái cách thức rất là thiện xảo để cho tâm lực của họ nó được tự tại ở trong các đề mục, trong các án xứ, thì lúc bây giờ họ sẽ có năng lực chứng đắc được các thần thông, luyện được các thần thông. Chẳng hạn như đối với thiên nhãn á, thì nếu như người mà có thần thông thiên nhãn thì lúc bây giờ họ sẽ nhập vào các đề mục cá si ná của họ, rồi sau đó sẽ từ tuần tự các tầng thiền, từ sơ nhị tam tứ thiền, rồi khi vừa xuất ra khỏi tức là thiền cơ, là nền hay gọi là thiền cơ, khi mà vừa xuất ra khỏi tứ thiền thì họ mới nguyện rằng, họ mới chú nguyện rằng là mong rằng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ ở trong cái khoảng xa như thế nào đó. Đó, thì sau đó họ mới bắt đầu họ nhập thiền trở lại, họ nhập thiền trở lại, và khi tâm thông khởi hiện lên thì lúc bây giờ mắt của họ có thể nhìn thấy xa được, mắt của họ thấy xa được. Tức là nói cách nào đi nữa thì nó cũng phải dựa trên nền tảng của sắc thần kinh nhãn thôi. Chính vì thế mà chúng ta có cứ tưởng tượng nó như thế này nè. Thật ra đó, cảnh sắc bao giờ nó cũng là đối tượng của thần kinh nhãn. Cái này nó thuộc về lãnh vực cảnh giới của nó rồi, nó không có khác được. Rồi. Tuy nhiên cái người mà có cái năng lực về tâm á, thì họ sẽ dùng cái khả năng định lực của mình để mà trợ giúp, cũng giống như là kích hoạt cho cái sự thấy, cho cái mắt của họ có thể làm việc, có thể working ở một cái tần suất cao hơn thông thường gấp rất nhiều lần. Thì cái quy chế nó là như vậy. Nó cũng giống như chúng ta mình nhìn bình thường á, thì mình không có mình nhìn bình thường thì mình không có thấy được một cái vật gì đó nó quá nhỏ. Nhưng mà khi mà mình đưa cái kiến lúp vô thử thì, khi mình đưa kiến lúp vô, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rõ. Thật ra tại sao lại như vậy? Bởi vì với cái sự trợ giúp khuếch đại của kiến lúp á, thì lúc bây giờ cái sắc thần kinh nhãn của mình có thể dễ dàng thấy được những vật cực nhỏ. Điều đó như thế nào? Thì đối với việc tu tập chứng đạt được vị có thiên nhãn, vị có thiên nhãn cũng làm theo cái quy cách đó. Rồi. Đây là điều thứ nhất.
Rồi bây giờ chúng ta bàn luận chút về cái pháp sách chát, tức là cái pháp chân thật. Sách chát tức là chân thật, đó là một trong số 10 pháp để mà tu tập để đạt đến bờ bên kia. Và trong 10 cái hạnh tu này á, của một vị Bồ Tát á, trong nó nằm trong số một trong số 10 cái hạnh tu của một vị Bồ Tát Sakya Parami, để thấy được bốn cái sự thật cao thượng. Chân thật đó thưa quý vị, đó là một cái đức hạnh, một cái đức tánh chân thành, thật thà. Nó đối ngược hoàn toàn lại với sự giả dối. Ở đây có hai khía cạnh mà chúng ta cần phải lưu tâm, bởi vì hai điều này nó tạo nên cái sự toàn hảo của pháp này. Đó là thứ nhất á, nói về trung thực á, thứ nhất nó có hai lần, hai chuyện mà mình cần phải lưu ý. Một á, đó là trung thực với người khác, trung thực với người khác, tức là mình không có dối gạt, mình không có lừa gạt, không có trung thực đối với người khác. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai á, là đối với nội phần á, là mình phải trung thực với chính bản thân mình. Cái trường hợp như vậy thì ở đây thưa quý vị, ở trong cái đời sống bình thường của chúng ta thôi, khi mà mình bị vướng vào cái người mà có pháp trung thực á, chân thật á, thì người đó sẽ có được những cái sự tin cậy, đáng tin tưởng từ nơi người khác. Và cái việc mà mình có cái nội tâm chân thật như vậy á, nó sẽ làm cho bản thân của chúng ta sống ở trong hội chúng nó rất là minh bạch, nó rất là tự tin, nó không có, nó phải nói sao ta, nó không có bị coi như là cái cảm giác là mình phải tránh né, mình phải sợ sệt người khác. Có hai cái đặc tính như vậy. Thì dĩ nhiên thưa quý vị, khi mà mình có những cái mối liên hệ nào trong cuộc sống, có những công việc cần phải làm, nếu gặp phải những người mà người ta không có chân thật á, thì làm việc với người đó nó rất là mệt. Và chúng ta không có chắc vào cái hiệu quả của công việc khi mà phải có cái mối liên hệ đối với những người như vậy. Người ta hứa trước người ta quên sau đã hứa trước người ta quên sau hoặc là làm việc nó không có được thẳng thắn, nó không có được rõ ràng, nó giống như nó mờ mờ ảo ảo chỉ vì cái nguyên nhân gì đó đen tối ở đằng sau của bản thân họ. Cho nên trong cái việc giao tiếp mà gặp phải cái trường hợp như vậy á, chúng ta thấy mệt người lắm. Còn đối với những người mà làm việc rất là chân thật, trung thực, thì chúng ta kết giao, chúng ta làm việc trong cái cuộc sống nó rất là yên tâm, rất là yên tâm. Còn riêng về cái bản thân mình đó, khi mình không có cái pháp chân thật tới thưa quý vị, thì giống như mình tự làm cho mình nó bị hạ thấp xuống. Lúc bây giờ mình gặp người khác á, mình không dám nhìn thẳng, mình nói chuyện thì mình cũng lắp bắp, hoặc là mình giống như là cái sở hành của mình nó không có minh bạch, vì luôn luôn lo sợ bị người khác người ta phát hiện,
người ta phát hiện những gì mà mình che đậy, những gì mà mình đã dối gạt người khác. Chính vì hai cái yếu tố đó, chúng ta thấy cái lợi ích của pháp chân thật. Người mà có cái pháp này á, chúng ta đi đến đâu nó cũng sẽ giống như là nó xua tan những cái trở ngại. Mình rất là thẳng thắn, đi thẳng, đứng thẳng, bước thẳng, chứ không có gì phải xấu hổ, chứ không có gì phải e dè hết. Đó là cái lợi ích của pháp đó ngay trong hiện tại thôi, chứ đừng nói chi đến cái oai lực mà khi tu tập đến một cái trình độ đã sung mãn như trường hợp của Đức Bồ Tát. Thực sự mà nói, mình để ý những người mà không có cái pháp trung thực, ưa giả dối lừa gạt người khác, cái sở hành của họ nó giống như là nó không có được rõ ràng, nó không có được rõ ràng, luôn luôn tìm những cái cách thức này để mà che đậy những cái giả dối khác, và cứ thế từng lớp nữa. Và như vậy khi đứng trước đối diện với người khác, chúng ta luôn luôn chúng ta rất là sợ sệt, người đó người ta rất là sợ sệt, không có tự tin. Trường hợp bản thân mình cũng vậy thôi, nếu như mà mình có những cái điều gì đó mà mình giả dối, không có trung thực, không có chân thành và thực tâm thực lòng, lúc bây giờ chúng ta sẽ có những cái sự bất an khi phải đối diện, khi phải đối diện với người khác, bởi vì mình nó tạo nên cái sự sợ hãi mà, đúng không quý vị? Cho nên chính vì thế đó, thực ra trong cái việc tu tập đó, thưa quý vị, nó có những trường hợp như thế này nè. Từng có những vị tỳ kheo, trước đây họ rất là thân thiết và chia sẻ, mở lòng đối với sư, những vị huynh đệ. Thì trong một số các vị có những vị phạm những cái lỗi lầm ở trong giới luật á, nó nói chung là nó cũng hơi kỳ kỳ, nó hơi khó nghe. Cho nên chính vì thế mà các vị không có dám thành thật, không có dám thành thật để mà xuất tội ở trước mặt người khác. Chính vì vậy mà cái quá trình tu của các vị ấy nó bị cái loại phiền não đó nó hoành hành. Cái đời sống của các vị nó không có được yên tâm. Và kể cả đừng nói chi đến việc tu tập thiền không có được tiến triển, bởi vì luôn luôn nó cứ bị ám ảnh bởi mấy cái chuyện đó. Thì lúc bây giờ có một lần vị đó đã tới nói với sư, kể với sư, thì sư mới nói với các vị ấy một cái kinh nghiệm, sư mới chia sẻ cho vị đó một cái kinh nghiệm. Sư nói rằng thật ra đối với phàm phu thì cái lỗi lầm bao giờ nó cũng chắc chắn nó sẽ có, không không nhiều thì cũng sẽ phải có ít thôi. Tuy nhiên mình có thể lựa chọn, nếu như mình không có dám đủ dũng khí để mà đối mặt với cái đau của ngay trong hiện tại, thì mình sẽ chấp nhận cái ung nhọt đó, thì nó sẽ đau lâu dài. Còn nếu như mà mình dứt khoát, mình bỏ qua những cái sự tự ti, tự ái của chính bản thân mình, để mà phơi bày cái sự thật đó của chính bản thân mình, tức là tố cáo chính mình đó, thì lúc bây giờ dĩ nhiên nó sẽ có những cái hậu quả có thể xảy ra chứ không phải là không. Chẳng hạn như đối với người khác á, người thì người ta hiểu chuyện á, thì người ta sẽ nhìn điều đó theo cái hướng tích cực, thưa quý vị. Người ta nói ồ, người biết sai mà nhận sai đó là người tốt, thì như vậy chuyện đó không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng mà đâu phải ai cũng vậy đâu. Đó, chính vì cái trường hợp có cái loại người thứ hai, cho nên mới làm cho người khác dè dặt. Tức là người có một cái loại người á, là họ không nhìn đến cái thái độ tích cực đó, mà họ nhìn theo cái kiểu mà trời ơi coi kìa, tu hành mà coi rồi
làm chuyện như vậy, rồi dám suy nghĩ như vậy, dám làm như vậy, bắt đầu là nó tạo cho người ta nhiều những cái cảm thọ không có gì. Chính cái trường hợp thứ hai là cái mà làm cho chúng ta ái ngại, mà khuất lấp, không có dám trung thực với chính bản thân mình khi mà mình phạm những lỗi lầm. Đó, nói thẳng ra là như vậy. Cho nên vì thế mà những bậc làm cha mẹ, thưa quý vị, thường á, chúng ta nếu mà mình sử dụng cái cách mà lúc nào cũng dọa nạt con cái mình á, lúc bây giờ không bao giờ mà mình sẽ lắng nghe được tâm tư thật lòng của từ nơi con cái. Sự bảo đảm với quý vị luôn. Bởi vì tại sao? Chính bản thân sư cũng rất hiểu điều đó mà. Quý vị sư đã từng là người con, người cháu trong gia đình mà. Nhưng mà có một cái cách thức mà chúng ta sẽ sẵn sàng, sẽ khai thác được hết. Tức là mình phải có lòng bao dung. Mình phải có lòng bao dung. Thì lúc bây giờ bảo đảm quý vị, con cháu mình có gì á, nó lỗi lầm gì, nó nói hết rồi. Nói hết. Đó. Và khi nó nói hết như vậy á, chúng ta sẽ có thể biết đường, chúng ta dỡ được nó thôi quý vị. Chúng ta sẽ giúp đỡ được nó. Chứ còn nếu như mình cứ thuốc ngày, mình quát tháo rồi mình chửi bới, mình làm cho nó xấu hổ hay là gì đó, bắt đầu là từ đó sau này nó có chuyện gì nó không bao giờ nói với mình đâu, bảo đảm. Thì đó là cái mà phần lớn chúng sanh e dè cái chuyện đó, cái hậu quả khi mà mình phải chân thật tố cáo chính bản thân mình. Thì thưa quý vị, sư lần đó sư có nói rằng là tôi á, thì tôi đã từng có một cái nhận thức và thảo luận với sư phụ tôi về cái vấn đề này trước đây rồi. Tức là tôi đã từng nói với sư phụ tôi là con thấy rằng là nếu mà mình có cái mình có cái pháp trung thực thì phải nói rằng là nó làm cho kính của mình nó tự tin hơn, nó tự tin hơn. Cho dù mình có lỗi lầm, cho dù mình có lỗi lầm, nhưng mà mình thẳng thắn nhìn nhận vào chính điều đó và mình chấp nhận những gì có thể xảy ra đối với mình từ nơi tứ phía khẩu hành của người khác hoặc là ném đá, và mình chấp nhận. Nhưng mà tuy nó đau như vậy, nhưng mà nó vẫn được yên ổn về tâm hồn. Thì lúc bây giờ sư phụ sư nói đúng rồi sư. Đúng rồi. Thì lúc đó sư phụ sư mới đưa ra một cái hình ảnh ví dụ. Tức là thông thường người nữ, cái ví dụ này nó hơi khó nghe, nhưng mà mình lấy cái ý nghĩa về pháp thôi. Tức là người nữ mà khi mà bị người khác, người ta háo sắc, người ta hãm hại, có những cô gái lúc bây giờ mình càng có nhà che, mình càng mà chạy, hoặc là mình càng bảo vệ che đậy, thì lúc bây giờ người ta sẽ càng đi sát mình. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình chấp nhận thôi, bây giờ mình muốn làm gì làm mà. Đó, muốn làm gì làm, buông xuôi, thì lúc bây giờ nó sẽ có thể nó tạo cho người ta cái sự ngán ngẩm, nó trời đất ơi thôi vậy thôi còn gì nữa đâu, thú chẳng hạn. Đó. Thì cái sự việc đó nó cũng cho mình thấy được rằng là một khi mà mình đã dám chấp nhận giống như là bất cần rồi, tôi sẽ chấp nhận, đón nhận và trung thực với những gì mà mình phạm, thì lúc bây giờ nó sẽ giải quyết được cái vấn đề nội tâm của mình rất nhiều. Còn nếu trường hợp như mình càng coi như là úm trong đó, mình càng úm sống mà cái kiểu giống như mình không có cái điều đó, mình cứ làm cho người khác coi như là hiểu lệch lạc, hiểu sai, hiểu lầm, nói cho nó cao vô, thì lúc bây giờ đến một ngày nào đó, đến một ngày nào đó mình cũng sẽ trả giá về điều đó thôi. Sẽ trả giá về điều đó. Đó chính là cái điều mà sư đã kể cho cái vị đại đức đó. Tuy nhiên một điều phải nói rằng vị đó không hiểu được cái ý nghĩa đó. Vì đó không hiểu được ý nghĩa đó và vì đó đã không dám làm. Với kết quả sau này vì đó hoàn tục, thưa quý vị. Kết quả vì đó hoàn tục. Cho nên ở đây thật sự mà nói, khi mà chúng ta có được cái đức hạnh về chân thật đó, thì thứ nhất là mình sẽ làm cho người khác, người ta
rất là cảm mến mình, người ta rất cảm mến mình, người ta rất là tin tưởng chính bản thân mình. Và đối với bản thân mình cũng không có e dè, mình cũng không có lúng túng. Đó là cái công năng đầu tiên mà thiết thực hiện tại nhất mà chúng ta có thể thấy. Trong phạm vi mà làm cho nội tâm của mình tăng thượng đó, thì chúng ta rất cần đến cái pháp này. Cái người mà chối bỏ sự thật thì vĩnh viễn không bao giờ thấy được sự thật. Vĩnh viễn không bao giờ thấy được sự thật, nhất là sự thật về bốn thánh đế. Chúng ta nên nhớ một điều là như vậy. Cho nên trường hợp mà của một người á, khi mà mình có những cái lỗi lầm, mình có những cái lỗi lầm, những cái cấu uế lậu hoặc, nhưng mà mình không có dám đối mặt với nó, mình không có dám công nhận đó là lỗi lầm, đó là cấu uế của chính bản thân mình. Ngược lại mình cứ đi hiểu, mình cứ nghĩ rằng mình là tốt đẹp, không có những điều đó, mình chối bỏ sự thật là mình không có như vậy, thì không bao giờ cái chuyện mà chúng ta sườn đó sẽ xảy ra. Bởi vì mình đâu có chấp nhận đâu, mình đâu có chấp nhận sự thật đó thứ. Chính vì vậy mà trong cái quá trình tu tập chúng ta thấy không, cái pháp trung thực á, cái pháp chân thật á, nó là một cái duyên khởi để cho mình có thể nhìn ra được đâu là những cái cấu uế của chính bản thân mình, đâu là những pháp phi pháp, đâu là chánh pháp, một cách trung thực, để mà chúng ta mới có thể loại bỏ những cái chướng ngại về tinh thần và tiến tu những cái thiện pháp một cách thuận lợi. Thưa quý vị, trong thiền tập các ngài thiền sư sợ nhất là những cái trường hợp, thật ra không phải là sợ mà các ngài thấy thương thôi, thương nhất là những cái trường hợp mà những người người ta thực hành pháp mà không có sự trung thực đối với bản thân. Tức là luôn luôn có một cái ý đồ gì đó, một cái động cơ gì đó từ ở bên trong mà chính bản thân họ có thể họ nhìn ra, nhưng mà họ không có muốn sửa, có thể họ thấy được nhưng mà họ không có muốn sửa đổi, hoặc là có trường hợp họ không nhận ra được luôn luôn. Từ một cái động cơ là muốn được vị thầy khen, muốn được vị thầy khen, muốn được người khác nhìn mình coi như là với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ chẳng hạn, cho nên mình thật ra mình không có những cái phẩm chất về niệm lực như vậy, mà mình làm ra vẻ giống như trước mặt người khác là mình có đầy đủ những cái phẩm chất về niệm lực, rồi mình không có những cái pháp tu như vậy sanh khởi ở trong lúc tu tập, nhưng mà khi mình trình pháp mình nói cho lung vô, mình nói cho lung vô, nói thấy mà sợ luôn, nói như thánh vậy đó. Thì trường hợp đó thưa quý vị là một điều mà phải nói rằng việc nó tự hủy hoại mình. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta tu tập, cái mục đích của mình là thấy được sự thật. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thấy được sự thật của chính bản thân mình, thấy được cái sự thật ở bên trong chính bản thân mình. Nhưng mà mình lại đi ngược lại với tâm chỉ đó thì biết bao giờ mình mới thấy sự thật? Không bao giờ thấy được. Nó đi ngược lại với tâm chỉ. Vì thế mà một trong số những cái tiêu chuẩn để cho một vị thiền sinh cần phải có để giúp ích cho vị đó tiến bộ được thực sự trong pháp hành, đó chính là trung thực đối với bản thân mình. Dĩ nhiên khi mình trung thực với bản thân mình thì mình sẽ trung thực đối với người khác bởi vì đó là cái gốc mà, đó là gốc mà. Cho nên cái đức hạnh tu tập của mình tới đâu thì mình biết rằng tới đó, chấp nhận những loại phiền não nào, những cái tật xấu nào mà chúng ta có, chúng ta phải chấp nhận đó là mình có những điều đó, chứ mình đừng có chối phân lẻo lẻo lẻo, đến lúc nào đó mà người ta biết được đó thì nó còn có cái hậu quả nó khủng khiếp hơn. Cho nên chính vì vậy mà đối với một vị hành giả, thưa quý vị, chúng ta phải dám nhìn vào chính bản thân mình, xem coi mình có những cái cấu uế gì, những cái tật xấu gì. Đôi khi mình có những cái tật xấu thật ra mình không dám nói với người khác luôn. Sư nói thật á,
Sư nói thật, và sư tin rằng những người Phật tử của chúng ta ở đây cũng có những điều đó chứ không phải là không. Mà vấn đề nó chỉ là vấn đề riêng của bản thân của mỗi người thôi. Đôi khi á, mình không nói là không hẳn là đã dối trá, mà bởi vì những chuyện đó nó không cần thiết phải rêu rao phơi bày, cho nên mình không nói thôi. Chứ còn nếu như mà khi mà hỏi tận miệng mình đó, lúc bây giờ tôi nghĩ của mỗi người, nếu như mà mình thích thì mình trả lời, hoặc là mình thích, không thích thì mình im lặng vậy thôi, chứ không nhất thiết là bất cứ câu trả hỏi nào mình cũng phải trả lời hết. Nhưng mà phải thành thật mà nói, đôi khi chúng ta có những cái cấu uế, thưa quý vị, nó thật ra nói ra rất là xấu hổ, rất xấu hổ. Nhưng điều này mình phải chấp nhận, bởi vì đó là một pháp nó đã có ở trong chính bản thân mình, và cái mà chúng ta cần làm là mình phải nhìn ra được nó và cố gắng tu tập để loại bỏ nó, để loại bỏ nó. Và nếu như mà mình không dám chấp nhận những mặt tốt và mặt xấu đúng theo như cái năng lực của chính bản thân mình đó, mình cứ nói cho lung bơ thôi quý vị, đó chính là mình chỉ bản thân mình. Bởi vì tại sao chúng ta nên nhớ một điều như thế này? Hồi đó thầy thiền sư, thầy có dạy sư một cái câu thiệu, tức là nếu mà mình không sống trung thực với bản thân mình đó, thì trước sau gì mình cũng sẽ bị bại lộ. Bởi vì tại sao? Bởi vì pháp hành, sự vận hành của pháp không bao giờ giấu được đối với thời gian. Ngài nói một câu như vậy đó, tức là dù cho mình có giả bộ như thế nào đi nữa, mình có che đậy như thế nào nữa, thì chỉ có một khoảng khắc nào đó về thời gian ngắn thôi, chứ còn dài hơn nữa thì cũng sẽ lòi ra thôi. Bởi vì nó không thể nào nó ém được, nó không thể nào nó ém được. Cho nên thôi, đường nào cũng chết. Bây giờ mình đâu ngắn còn hơn đâu dài, mình có làm sao thì mình xài bấy nhiêu, mình có khả năng pháp hành tu tập mình đến đâu thì mình thừa nhận đến đó. Những cái nào mình còn thì mình phải dám chấp nhận, chứ không có phải là vì cái sự ngã mạn, vì cái mục đích gì đó ở bản thân mình mà mình cứ nghĩ tốt, mình cứ che đậy, mình cứ nói tốt cho mình thôi, mình nói cho lung vô, thì lúc đó mình cũng tự hủy hoại mình. Và cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ, đó chính là để thấy được bốn sự thật của Bậc Thánh thì không thể nào chúng ta thiếu được cái phẩm chất của sự chân thật. Ở cái mức tiên khởi, nó sẽ từ từ nó được luyện tập, nó mới đi dần đến cái mức độ tâm linh mà thấy được sự thật ở bên trong mình, nó mới hiển lộ bốn sự thật của Bậc Thánh. Sự giải thoát nó đạt được ở chỗ đó đó, thưa quý vị. Rồi, như vậy sư chấm dứt ở đây cũng vừa phải lẽ rồi, phần còn lại thì xin mời lớp học chúng ta làm những gì cần phải làm. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Huy Niệm đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, dạ con kính thỉnh sư Huy Niệm chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho sư ạ. Pavantu sappa mangalam rakhantu sappa devata sappa buddhanupavena saraswati pavantu te. Pavantu sappa mangalam rakhantu sappa devata sappa dhammanupavena saraswati pavantu te. Pavantu sappa mangalam rakhantu sappa devata sappa sanghanupavena saraswati pavantu te. Sittiya chana gata sitamatu 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 idam phalang etasmin ratanatayasmin sambasa dana che kaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Akasak
tha cha phum ma tha đề wa na ca ma hi thi ca Bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng a ca sắc tha cha phum ma tha đề wa na ca ma hi thi ca Bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô guru a ca sắc tha cha phum ma tha đề wa na ca ma hi thi ca Bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nha ta yô a ca sắc tha cha phum ma tha đề wa na ca ma hi thi ca Bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu ba ni nô a ca sắc tha cha phum ma tha đề wa na ca ma hi thi ca Bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô sa đa Do sự báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và con Nguyên Trang một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng, kính tri ân xuyên hy niệm và sư Thanh Tâm đã đến với đạo tràng và cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý cô chú đã đến với đạo tràng tham gia trong thời học pháp ngày hôm nay. Và một lần nữa con kính chúc quý sư và quý cô chú trong đạo tràng có một ngày an lành, một đêm an lành, sáu thời đều an lành. Và kính mong quý cô chú đến với đạo tràng vào ngày mai. Vào lúc 8 giờ rưỡi giờ Hoa Thịnh Đốn, ngày mai sư Thanh Tâm sẽ tiếp tục cho bài học để chúng ta có thể tham khảo Phật pháp vào ngày mai ạ. Dạ con kính mời quý cô chú cùng tham gia. Dạ con xin xuống mic và kính tạm biệt mọi người. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin chào tạm biệt ạ.